Vâng, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Táo nhá. Vâng, thì bây giờ là 1 giờ chiều ngày 16 tháng 8 năm 2018. Vâng, tôi rất hân hạnh được đón anh Vương ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đây. Vâng, anh và bạn anh nữa đây, đang xuống để ký duyệt bộ tràng kể bằng gỗ lim. Đây, trên hình ảnh quý vị nhìn đây là anh Vương này, ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đây. Anh đã vượt hơn 200 cây số xuống để ký duyệt bộ tràng kể bằng gỗ lim. Và đây là bộ tràng chung có kích thước là dài 2m03, bằng gỗ lim xanh. Và phải đến cái đằng kia nữa. Vâng, thì buổi sáng này chúng tôi đón nhận một đoàn xuống để ký bộ cuốn thư câu đối. Vâng, buổi chiều thì lại anh Vương xuống để ký nhận bộ tràng kể nữa. Cái mưa rau bạn anh đây là ở Sai Nga nhỉ anh nhỉ? Đấy, bạn lính đấy, lính chiến trường phía Bắc đấy, chống tàu ấy đúng không? Là hôm nay bạn anh đã dẫn anh xuống đây để đến tại cơ sở Đồ Gỗ Tùng Táo rồi đây. Vâng, thế xin chân thành cảm ơn anh Vương nhá. Vâng, đã tin tưởng mà xuống tận cơ sở Đồ Gỗ Tùng Táo cho em để sắm đồ. Vâng, thì rất chân thành cảm ơn anh. Vâng, chúc anh và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhá. Vâng, xin chào anh.